Wow, hôm nay bữa ăn hoành tráng lắm cả nhà ơi. Quá nhiều món luôn kìa. Hoành tráng luôn. Hello, xin chào cả nhà. Bữa nay mình ăn nhiều món lắm cả nhà, nhưng mà không phải người nấu đi mua. Đây Rành. là gà hấp gừng, thịt bò xào súp bánh tráng, đúng không? Này là gỏi tôm đu đủ, gỏi bò Thái Lan, gỏi vịt Việt Nam, tôm rang muối tàu, Tôm rang muối tàu, các dạ, nước luôn đều à, có. đầy đủ các Thưa nước. anh em, sắp sửa chuẩn bị Đây là nên gà mua mấy món nướng, luôn. Gà Mỹ, cơm gà tàu Mỹ gà Mỹ. nướng, Gà Mỹ, à, mới mua rồi đâu mình cũng không mà thiếu món quê hương là còn gỏi đang quên nữa, không không quên rau xoài. muống Đây nè, cái này trước đây bà xã nè. xào. Đó, món xoài. Xoài. Rồi đây là rau muống Rau muống xào. xào. Dạ. Rồi, mình mời đại gia đình vào bàn nha. Mời anh, mời anh. Hello, xin chào đại gia đình. Trở lại kênh YouTube của Bình Huỳnh hôm nay các bạn ơi. Hôm nay gia đình Bình Huỳnh vào bàn dùng những cái món mà vừa rồi bà xã giới thiệu cho cả nhà mình đó. Rồi, mình xin mời đại gia đình vào bàn cùng thưởng thức những món ăn của nhà hàng hôm nay anh em mình order các bạn ơi. Rồi mời em chú Tám. Rồi, đây mời hết cả nhà. Cái giờ mình nâng ly hôm nay hỏi mở được cả nhà. Giờ nó nóng máy. Máy nó chạy. Rồi, happy birthday phải không em? Nhớ không, con vô này phải không? Rồi, chào. Ok. Giờ đây happy birthday anh mình. Anh là nó không có rượu mạnh đây. Tôi đi nhẹ. Tôi đi nhẹ. Ồ, nhẹ hả? Không dám rồi. Cô nát hả? Uống nhiều nó mới nặng chứ còn uống nhẹ. Uống nhiều nhẹ cũng được. Này kovacie nha. Kovacie. Chai đó đó hả? Kovacie. Chai ngay chỗ đó lấy ra đó hả? Đâu đó đó biết đâu. Ngay đó đó, ngay ngay đó. Chẳng biết đâu. Bữa chị nấu ăn, chị rót ra chị nấu ăn. Nấu nhiều khô nhát được mà. Thơm lắm á. Mấy cái cheesecake mà cheesecake không có không gì đó chị về dâu mà chị nấu với bỏ miếng vô. Nấu rồi phải, phải nấu cho nó cháy, lửa nó cháy cho cái chảo. Em nấu ông viên xuống cái nồi cho lửa nó phức cháy vô, nó cháy cái cồn hết. Ờ nhà chị không có nước ngọt em ơi. Uống nước đỡ đi, uống nước lạnh đỡ đi, lấy ly hứng luôn chứ cũng không có. Chị đổi cái chưa qua đó chị đổi cái filter rồi mà sao nó cũng nổi lên hoài rồi. Bấm bấm reset. Ồ vậy hả? Rồi. Rồi anh đừng có mới ăn chứ. Rồi anh ngồi đây rồi mới mới dám chứ. Ở đây. Chủ sĩ. Bấm cái mà đồ anh coi cái instruction để reset. Rồi anh mời hết cái thời gian. Mời đại gia đình. Chị mới vừa đổi mới. Rồi. Chị quên mất tiêu. Nó có đưa chỉ cách để reset. Rồi. Còn bấm bấm đâu đâu đây nè. Ờ em. Rồi giờ anh thử trước cái này là gà hấp phải không em? Gà hấp gừng. Gà hấp gừng. Để sao quá thử cái trứng gà coi. Xin mời đại gia đình. Như Việt Nam. Khà khà. Đang uống rồi khà khà vậy mà. Cho anh cái bánh tráng nha. Sao? À, bao nhiêu quá? Cho là là hai đứa hả? Dẹp cái tráng thôi. Ok. You see this. Mình thử cái gỏi Thái này. Bò tái chanh của Thái. Của Thái hả? Phải bò tái chanh. Cái đó là nãy nói là gì ta? Bò. Gỏi bò Thái. Gỏi bò Thái. Gỏi bò Sa Lan. Chị thấy không 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 ấy rồi. Không không không, không gì đấy phải không? Không đúng không? No. No đấy. No. Ai ăn theo? Em chưa bao giờ ăn cái này hơn hơn này. Quá lạ. Ngon quá. Ngon không em? Gà ngon. À. Cái gì em? Vịt. Dạ dạ. Gỏi vịt.
Bây giờ đây mấy con tôm nè. Thời tiết cũng thay đổi rồi cả nhà. Gió lạnh ở đây chú Tám cũng thấy hơi mệt mệt kìa. Này kiểu Việt Nam rồi. May vậy. Mới đúng hả? Mới chắc kiểu Việt Nam. Hôm anh do qua Green hả? Chết trong thứ hai. Ồ, đừng chết là... Green là nó đâu có chắc được mình đâu. Em mới ăn rau muống vậy mới gọi. Chính là blue shot đó. $20. No, it's free. Chết nghe, không chừng rồi, có hiểu. Anh chưa đăng đúng không? Có hiểu. Với lại mấy năm rồi em phiêu chết rồi. Tại nó nói mấy người có một bên có một đám một bên thì thuận là chích ngừa, còn bên nói đừng để chích chích nó bệnh theo. Mình thử một món hai một xíu coi cái nào mà nhất thấy được không? Tùy người. Chị là không chết á, nếu chị chích là về chị bệnh thêm nữa. Em bị hai lần chích hai lần bị hai lần. Tháng sau bị nguyên tuần luôn. Chích chích gì bị liền hay sao? Từng sao mà có tưởng bị. Em không bị liền nào thời gian vậy. Mấy mình cứ chích xong rồi đi làm. Đây là cái gì? Lưỡi bò. Lưỡi bò hả? Lưỡi bò Thái Lan. Lưỡi bò Thái là bò. Thì đừng nói anh chích xong từng từng cái là anh bệnh nha. Tùy người. Tùy người. Cái người không bị, người bệnh, em bị nên chích. Đó là không có bị bệnh, xong chích vô cái bị bệnh. Còn mình đang bị bệnh, chích vô mình không bị bệnh. Đó bệnh. Vậy có thể đó. Là vậy. Tại vậy là em nên đi chích mỗi. Đi, anh ăn mỗi lộn cái đôi đũa này rồi. Đúng rồi. Em ấy đôi đũa mới đi. Cái trời này cũng làm người mình mệt mệt nữa. Cái ấm sao cái lạnh, cái lạnh. Trời nó thay đổi khi khí hậu liên tục. Với cái mặt trời lặn sớm. Ở Chicago này đó các bạn, là thời tiết thay đổi liên tục. Như hôm qua, ngày thứ hai, thứ ba cũng đã đỡ chứ không? Đỡ. Rồi, cái hôm nay là trời nó gió lạnh không theo. Bởi cho nên nó lúc nào cũng ra ngoài anh dặn rồi. Lúc nào ra ngoài, lúc nào phải thủ cho ấm từ đến đầu xuống dưới. Chứ kiểu mà đi vô đi ra, đi vô đi ra là mình yếu người là sẽ nó giật mình liền. Là cũng cảm được. Không, cái này có kinh nghiệm rồi, cái này bằng áo, bằng ba bốn cái áo lận. Giỏi đó ai làm? Có xoài, mình phải làm hấp sản Bến Tre. Em làm. Em làm á hả? Để em biết thử không? Mà anh mùi dầm mớt á. Em vừa sợ. Chú em. Anh mùi dầm mớt á. Bỏ thêm tiêu nữa. Mười dập mớ hả? Dạ. Trời ơi, nghi quá. Chắc vậy. Rồi, đã gấp cho anh miếng gọi gọi dịch coi, thử gọi dịch coi. Okay. Mỗi gái thử mỗi món coi nhẹ nhẹ, coi thử cái món nào hấp dẫn nhất. Bạn bố anh đơn vị cũng trắng ra rồi nào. Em nghĩ món này là gỏi gà. Này gỏi gà, phải gỏi dịch. Gỏi gà. Cần năm rồi, da nó bị... Tắm có thuốc tẩy nhiều quá. Nó nhẹ. Tại cái hồi trước nắng yếu quá, da không đẹp. Nhưng mà trắng tươi luôn. Trắng rồi, trắng rồi, lùi đó. Trắng tươi. Chị đang trắng hơn chị. Mà lại nhìn người đó yếu chứ bộ. Hả? Người Việt Nam mình nhìn đen 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 dần dần cái nhìn ai cũng chắc người đó. Dạ đúng rồi. Nhất là cởi trần ra nhìn cui luôn. Nhiều tay đen á nhìn cui. Bên này nhìn nhìn cái ai cũng trắng bụng bụng bụng. Chị đang định hỏi em mà cái gì quên tiền. Nhìn tái. Trắng mắt cái nhìn tay tái bụng 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 ra nhìn yếu người. Nhất là mấy người mà lao động chắc lao động ở Việt Nam mình. Dạ đúng rồi. Mấy người mà xây nhà tàu hồ rồi đó. Những người mà cầm được đất cũng đồ mà đem nhìn chắc lượng luôn. Nhìn già. Cái người nhìn già. Đúng. Già tức tuổi. Nhưng mà tôi nói người ta xếp về tuổi người Việt Nam mình thọ lắm á. Ủa, độ tuổi trung bình á, Việt Nam thọ lắm. 80 tuổi. Đúng không? 80. Hồi xưa là 90, 80-90. Bây giờ là, bây giờ 60. Là mấy 60, cũng thư. Không, bệnh gì không nói, nhưng mà người ta không bệnh người ta thọ. Đó, đúng rồi. Nếu kể bờ với giường mà vẫn ăn đồ natural á, không có thuốc á thì ok.
mà những người sống mà thọ nhất trong thế giới là mấy người Nhật. Cái này được. Có một vùng đảo là bà bào sao mà nó ra được sợi con nhờ, có đồ bào á. Ủa? Nãy em đổ không có đồ bào đó. Thân chắc, lượng nhiều. Bầm là mỗi tay luôn. Bầm là, bầm là bảy nhà vậy. Nhà chị có đồ bào mà. Dạ. Ra, hơn quá, có cái đồ ngon. Hôm nay lâu lâu có mấy người em đến ăn uống cùng gia đình rất là nhộn nhịp các bạn, đông vui. Ăn quên tâm sự với cả nhà. Quên tâm sự với đại gia đình của mình trong kênh luôn. Nãy giờ các món em chấm được món nào chưa? Cũng lại ta. Cuối cùng món rau muống là ngon nhất phải không? Xoài. Gói xoài. Gói xoài là ngon nhất. Tính đây ăn vậy hết gần hết cả thế giới rồi kìa, thấy không? Gà thì gà Mỹ, còn tôm tôm Trung Quốc. Món này của Việt Nam nào cũng Nhật. Thái Lan. À, Thái Lan đâu? Cái nào Thái Lan? Đây. À, gỏi này gỏi Thái Lan nè, đúng không? Còn cái này là của Việt Nam đúng không vậy? Rau muống là của Việt Nam nè. Rau muống Việt Nam. Bánh tráng là của Việt Nam rồi. Để sao quá. Mình nấu dựa Việt Nam nướng tôm gì đó. Ở bên Mỹ này đó các bạn. Là người ta nướng cái con gà sẵn như thế này. Việt Nam để trong cái lúc nào cũng warm up để nó nóng. Rồi mình nhiều lúc emergency đó, mình hồi nhà không có gì nấu ăn nên là mình ghé vô mình mua con gà rồi đó về ăn với bánh mì. Cũng qua một ngày mà. Dạ cũng xong. Thì đó em đâu có biết là anh có vụ này. Nên gà hấp của nó này mà gọt là mình nước chấm như con ăn cũng ngon đó chứ. Đúng rồi. Cái này cũng ngon mà. Cái này thỉnh thoảng em nhớ em thường hay đổi món mà. Hà nhớ không? Dạ. Em hay ghé thô nì xong cái em lấy con gà về cái lấy ổ bánh mì nữa là rồi bỏ ra nước tương. Thô nì á là nướng cái mùi khác nhau sao? Mỗi chơi nơi nó nướng mỗi khác. Berry nồi nó nướng khác, chiêu ồn nó nướng khác. Mấy cái chợ nó nướng khác, nó nướng khác. Rồi, mời em. Dạ. Ừ, dạ. Uống cà phê. Nay em cũng đừng riết luôn gì nữa phải không? Em hả? Còn không được lắm. Mấy ngày liên tục mà. Bảo bại ta ba. Em vừa mới vô trong bàn đó là tên là Toàn các bạn. Là cũng là người neighborhood của mình. Anh em hàng xóm. Từ góc từ sử luôn hả? Rồi em tự nhiên nha. Dinh dẹp. Nó kiểu kìa. Nó kiểu xin ăn nè. Nè. Con ta để rác đây để nó đợi tới nó cắn ra được. Oh no, sướng. Đừng. À, em đứng ngoài lấy luôn cho chú Toàn chai bia. Dạ. Chú Toàn rót. Rồi anh có rồi em. Chị Kim. Không, chị không. Anh. Thôi. Anh chai bia. Chai bia thôi. Đồ đỏ là làm chai đồ đỏ rồi nó ngon lành. Em đi. Em đồ đẻ rồi. Rồi, chúc mừng em. Happy Saturday này. Wow, ngon quá. Oh. No, you cannot be around here, go away. Xíu. Are you with? Xíu. Ha, chú Toàn ngồi xa quá, gấp đồ chú Toàn. Đó đó đó, em phải đó. Được mà. Dạ. Dạ kìa. Hôm nay em về mấy giờ? Mấy giờ tới, em giờ tắm giờ về tới luôn hả? Dạ. My friend. My friend called me. I say no. Ở đây á, bên Mỹ này đó là cái vui nhất đó là chỉ có cuối tuần thôi cả nhà, tại vì cuối tuần là anh em đi cày nguyên tuần từ thứ hai tới thứ bảy, là cái niềm vui nhất của anh em đó là
tập hợp lại với nhau như vậy nè. À, bạn bè, nhất là cái lớp trẻ mình thì lâu lâu các em ghé đến mình chơi, chứ thường thường là các em tặng tuổi này là đi chơi với nhau không à. Bạn bè đông lắm rồi cũng không đi chơi gì, các anh em order ba cái đồ ăn hay là ai biết nấu thì nấu hả. À, ví dụ như tuần này mình ăn món này, tuần kia mình ăn món kia, để cho anh em họp mặt để cho nó vui vẻ vậy đó các bạn. Mình thưởng thức những cái món ăn mỗi tuần để mình tự mình đãi mình, tự mình đãi cho mình những cái tuần mình làm việc rất là mệt nhọc, để anh em gặp cho nó vui vẻ, để cho nó vay đi những cái mệt nhọc của trong một tuần lễ mình làm ha. Có mà đâu nó lên tiệm ngủ không giờ tối nhậu nữa. Toàn này nó nấu lẩu dê cũng ok lắm á. Yeah. Đây hả? Ngồi yeah. Đây toàn là thợ nấu nấu, mà, nấu không đó cái ngồi luôn á, rất là công phu luôn. Mà hầu như là được rửa bên Mỹ này là tên nào cũng biết nấu hết. Tại biết nấu luôn, không có tên nào không biết nấu hết đâu cả nhà. No choice xưa, no choice, no choice. Không nấu vợ nó kiếm được ăn sao? Không có đường lựa chọn, mình hết đường lựa chọn. Không nấu thì chỉ ăn mì gói thôi. Ăn một hồi cũng phải biết nấu. Đúng rồi. Ăn hồi ngán quá, biết nấu, tự biết nấu à. Không, cái đó cũng hay. Cái đó cũng hay em. Người Mỹ người ta tạo cho anh em mình như vậy đó, là mình phải là cái gì? Tự lập. Tự lập. À, anh nào cũng độc thân hết. Nhất là mấy anh nhóc nhóc đi học như college hay là đi học xa rồi này kia nọ phải biết chứ. Yeah, không biết nấu thì làm sao mà ăn được. Ví dụ như vợ mà nó chặn bỏ đi mình nhà tự tử được. Đúng. Đúng chắc luôn. In many ways. Đứa khen mà được rồi hả? You can go, fine. Ngon, ngon, ngon. Dở cũng nói ngon là lần sau mình được ăn hết. Đúng không? À. Cũng như mình ở đây là Ken chia sẻ, có nhiều em cháu ở Việt Nam như mình chưa cách những cái sinh hoạt đó, như là các em với lại cô chú thường hay thấy đó. Tại sao mà những cái bữa tiệc ở bên Mỹ này, thấy không? Bất cứ cái cuộc tiệc ở đâu cũng vậy, uống tiểu bang nào cũng vậy, mà người ta uống bia uống bằng cái chai không à, chứ không ai uống bằng cái ly. Đúng chưa? Nhưng mà cái bên này là vậy các bạn ơi, bên này mình uống bia là uống bằng cái chai, bỏ đá, mình bỏ vô trong cái tủ lết xe đá cho nó đúng lạnh, xong xuôi là mình uống bia mình thấy nó ngon lắm, mình hưởng thụ hết những cái tinh chất của bia rất là ngon. Ở này đâu cài đâu, thậm chí mùa hè cũng vậy ha. Mùa hè anh em mình cũng thích uống lát xe mình uống thôi, chứ mình đâu gọi là lát xe được phải không? Đúng rồi, Việt Nam gọi là lát xe, là bỏ đá là ướp lạnh, ướp lạnh, ướp đá, ướp lạnh. Còn về Việt Nam mình á, là mình uống bia đó là phải có một số đá bự chà bá đập ra để đó. Dạ đúng rồi, đá bỏ trong đi bị diêm cầu. Anh không biết sao nha, Toàn, dạ. Em cũng về Việt Nam rồi phải không? Dạ. Chú Hà thì có về rồi. Về chưa? Không đó. Hả? Không đó. Về hai lần. Chú Mười về chờ về cũng là tính toán về hoài phải không? Hai lần. Em về hai lần hả? Nhưng mà anh hỏi cái này không biết cái tâm trạng có mấy em có bị giống như anh không? Ừ. Anh về Việt Nam cái ngày là thứ nhất, ngày thứ hai và ngày thứ ba là anh không nói là tiếng được. Bị như vậy ạ. Anh bị viêm họng là lý do là anh uống bia đá. Đã. Mà tại vì Việt Nam mình á là cái lách xe đá đó, bỏ lấy chai bia bỏ trong cái trong thùng đá đó không có đủ lạnh. Vừa lấy ra nóng, khí hậu nóng quá đó, mình vừa để trên bàn trong vòng 5 phút sau là cái chai bia nó nguội lạnh trở lại, cho nên ai cũng đều uống đá hết. Mà uống cái đá nó vô rồi xong là 3 ngày đó được. Anh lúc nào vậy cũng bị viêm quá, cho nên chuyến này anh về anh biết rồi là anh không có uống đá nữa, phải giữ, bởi vì anh về anh làm video làm YouTube mà. Nếu mà nói không được thì biết sao. Cho nên bây giờ đang lo nè. Em cũng bị đó. Nên em có bị không? Nên em không uống đá. Uống vậy hả? Thẳng như từ lon luôn. Chị khỏe chứ không bị gì á. Thấy như em phà. Chú tám bị, nam tám bị lắm. Hả? Em hả? Bữa nào uống quá đá thì nó vẫn bị chứ. Bình thường uống đá nó vẫn bị viêm họng. Nước đá trong tủ lạnh của mình á. Đúng rồi. Uống vẫn bị. Nước đá.
uống nhiều quá vẫn bị. Cũng được nhưng mà cái nước đá mà cay vậy thôi mà nó chặt cho cái đó thì nguy hiểm. Rồi cái đó thì giờ mới làm cho mình bị cái nước bị mất vệ sinh nữa, không có lọc. Còn có đó, cái đó tinh nữa. Tại vì cái nguồn nước lấy ra lấy trong dưới sông hay là dưới giếng nước đó. Nó chúng ta vậy. Dạ đúng rồi. Còn nước lạnh mình nếu mà ấy thì lột hết. Lột sơ bỏ nhưng mà chứ nguội bỏ vô. Nó bị đổ ô nhiễm thì thật sự ở bên Mỹ nên đỡ ô nhiễm hơn, nguồn nước sinh hoạt rồi nó đỡ ô nhiễm hơn, mình thấy cái quy trình của nó đỡ hơn. Nó không có ô nhiễm mà nó có nhiều chất trì trong. Thì tất nhiên rồi nó có nhiều nó lọc, nó có nhiều chlorine chất tẩy acid cho đồ nó nhiều. Chlorine B tắm là trầu đi ra luôn, cái mùi nguyên mình nó không có mùi chlorine quá trời. Nó nghĩ chứ nó tẩy đầy người luôn á. Thứ nóng á, đúng là thứ nóng, với kịch nóng. Còn với cái hồ bơi đó, nó đâu có nó hút nước mà nó cứ đổ nước tẩy nhiều lại nó bắt buộc em cũng như là nó nhiệt trùng đó, nó bị sai cầu đó. Còn bây giờ nước nó không có nguồn phải nước. Khi mà xuống hồ bơi đó là lên là giống như nó sưng người lên hết, nó đỏ mình không hợp. Ở đâu? Xuống hồ. Xuống hồ. Chị có một lần làm anh quản luôn là đi về chuyến Việt Nam chuyến nào em à? Tắm biển. Ơi chị đi tắm biển, cái da chị mỏng quá đó. Qua về một ngày sau về đó phồng lên nhìn nó phồng lên cái cục từng cục từng cục, nó phồng hết lên luôn vậy. Cục cục vậy nè, giống như chị bị phỏng nước sôi vậy đó, như cái trứng gà à, như trứng gà vậy đó, ánh sáng luôn. Quốc thì nó ngồi một chỗ luôn. Bên anh nhớ hoài sunburn đó. Biết sao chị cũng có xài chống nắng rồi, nhưng mà tại vì chị xuống dưới nước rồi chị lên xuống thì ham quá đó, chị thích vui quá đó, cứ chạy xuống chạy lên mà trời nóng chang chang. Xong ra cái nó bị bên luôn, bên hết chị về bị phồng lên cục. Nó vậy cái nó sưng lên, trời nó sưng là thôi. Trời ngứa. Toàn tự nhiên đi em. Dạ dạ. Chị về tới bên này chị. Đấy giờ sao cái chén em còn đưa ra vậy? Muốn ăn nữa. Dạ. Được. One more. Ăn không được thì tối. Tiếp theo thay đổi khí hậu. Hello các bạn ơi. Video của gia đình Bình Thuận đến đây mình cũng xin tạm ngưng cuốn video tại đây. Hẹn lại gia đình của mình qua cuốn video ngày mai. Trước khi tạm biệt gia đình trong kênh YouTube của Bình Thuận, xin gửi lời cầu chúc đến tất cả đại gia đình của mình trong kênh một ngày mới thật là vui vẻ đầm ấm. Cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc nghe các bạn. Tôi xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Bye.